Thì biển ở đây buổi sáng á, mấy anh chị thấy là người ta thường thường hay đi bộ nè, tập thể dục nè, chạy biển. Thì em cũng lâu lâu em cũng ra đây chạy biển nè. Biển bao la mênh mông, không có biết cái số phận của mình ra làm sao hết á. Các bạn nhìn ra ngoài khơi coi, không, một khi mà mình ở trên biển rồi á, mình không có biết khi nào mà mình tới nơi, mình không có biết mình đậu ở đâu hết. Các anh chị thấy biển rộng vậy á, nhưng mà không có ai tắm hết á. Tại vì á, tắm ở này á, bên này á, cái nước biển là nước lạnh nên cá mập nhiều lắm. Mình phải tắm ở chính giữa hai cây cờ, thì ở chỗ đó đó người ta mới có kiểm soát mình được. Chứ mà mình tắm không ở giữa cây cờ á, thì người ta khó kiểm soát mình lắm. Với lại mà mình mất hay là mình bị cái gì á, thì người ta cũng sẽ trở tay không kịp, người ta nhảy ra người ta cứu mình á, không có kịp bằng mình tắm ở trong cái mức quy định. Không có một người nào tắm luôn. Nhìn cái cảnh biển này nhớ Vũng Tàu quá. Hồi xưa Terry ở Vũng Tàu á, hồi nhỏ 12 giờ trưa là giống như là khoảng giờ này nè, nắng vậy nè, đi ra biển Vũng Tàu đồ á, bãi dâu bãi dứa đồ bắt ốc á, vui lắm. Bây giờ qua đây cũng ở gần biển nhưng mà không có mấy cái chỗ để mà mình làm vậy nữa. Với lại mình bắt ốc ở đây á, mình phải có số lượng, mình phải đông đo, mình mà bắt hơn á là mình bị phạt. Nhưng mà nhớ cái cảnh hồi xưa quá à. Giống như cái cuộc đời của mình nó gắn liền với biển á, cái mùi nước biển nè, cái mùi rong, tiếng sóng. Cuối tuần á, Terry hay ra biển này đi vòng vòng rồi đi bộ nè. Tại vì mình ở trong văn phòng nguyên một tuần luôn, từ thứ hai tới thứ sáu không có ánh nắng, không có vitamin D nên họ dễ bị loãng xương lắm. Cái người Tây ở đây á, thì cuối tuần á là thường thường người ta hay đi ra ngoài lắm. Người ta kéo tàu ra nè, người ta đi câu với gia đình nè, người ta đi tắm biển nè.
người ta đi leo núi nè, đi vô rừng đồ. Rồi thứ hai tới á, thì người ta trở lại công việc của người ta. Thì cái đời sống ở bên này nó vậy đó. Thứ hai tới thứ sáu là các bạn phải làm, phải làm mọi thứ. Cuối tuần thì mình mới được thư giãn, thảnh thơi. Chim hải âu quá trời luôn, một đàn luôn. Mấy con chim này nó phá lắm. Quá trời luôn. Các anh chị nhìn nè, con cá ngựa. Cá ngựa nó nằm ở đây nó chết rồi. Wow. Lần đầu tiên em mới thấy con cá ngựa mà nó chết ở trên biển á. Tội nghiệp quá à. Một điều mà Terry Wayne nói cho các bạn biết á, là nắng ở Úc mình á, rất là khắc nghiệt. Khi mà các bạn ra nắng á, thì phải nhớ là sức kem chống nắng. Tại vì cái tia nắng ở đây á, tia tử ngoại của nó mạnh lắm, nó đốt da các bạn. Thì người Tây ở bên này á, người ta thích đen lắm. Người ta phơi nắng thì bởi vậy người ta dễ bị ung thư là vậy đó. Còn người Việt của mình á thì sợ đen, nên ra ngoài thì lúc nào cũng mặc đồ che kín đáo. Thì người Việt của mình á thì thiếu vitamin D, bị loãng xương. Thì các bạn cũng nên nhớ là cân bằng hai cái.
Thank you.